Cách để quản lý nhiều cái tài khoản TikTok beta ở trên máy tính. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube của Liêm. Thì ở trong cái video này thì Liêm sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình quản lý cũng như chúng ta làm nhiều kênh ở trên cái máy tính của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Rồi thì ở những cái video trước ấy thì mình có chia sẻ với bạn cái cách để mình sử dụng cái tài khoản TikTok ở trên máy tính, nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉ đăng nhập được giới hạn số lượng thôi. Đó, thì ở trong cái phần mềm này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mình sẽ sử dụng cái phần mềm này. Nó có thể tạo được 10 cái profile miễn phí nhé cho anh em. Còn những cái phần mềm khác thì anh em chỉ tạo được tầm 8 thôi, 8 cái profile thôi. Đó, thì nếu mà anh em nào mà mới làm TikTok beta ấy thì em có thể vào cái kênh YouTube của mình, đây kênh fan danh nghiêm của mình nhá. Thì trong đây mình có chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về TikTok beta đó. Ngoài ra thì em có thể truy cập cho mình vào trong cái phần danh sách phát này đó, thì trong đây mình có để rất là nhiều danh sách phát về kiếm tiền TikTok beta nhé, thì em có thể tham khảo trong đây nhá. Rồi, và cuối cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái file để anh em quản lý rất là nhiều kênh ở trong đây, và hoàn toàn là miễn phí nhá. Anh em chỉ cần dán cái ID này vào thôi là nó sẽ hiện ra lượt follow và like đó, như là cái link kênh của anh em hoàn toàn là miễn phí anh em nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái vấn đề về cái cách để mình nuôi nhiều kênh. Thì để mà cái bước mà để anh em cần chuẩn bị ấy, khi mà anh em tạo cũng như là anh em nuôi cái số lượng lớn kênh ở trên máy tính ấy, thì một là anh em cần chuẩn bị cho mình một là cái tài khoản Gmail chính chủ. Vậy thì cái Gmail chính chủ này thì mục đích là để mình check cái mã code ở trong đấy, cũng như là mình có thể lấy một số cái thông tin trong đấy. Thì cái Gmail này anh em cần tạo cho mình là một cái Gmail chính chủ nhé. Hoặc là nếu mà anh em nào mà chưa có Gmail ấy, thì em có thể liên hệ với mình, thì bên mình có cung cấp Gmail cho anh em để anh em xác minh nhé. Thì ngoài ra thì cái Gmail này cũng có thể là anh em dùng để anh em tạo cái tài khoản TikTok beta đó. Và cái Gmail này nếu mà anh em nào làm thì em có thể lấy Gmail Việt, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được cái tài khoản TikTok beta nhé. Và một cái nữa là cái số 2 anh em cần chuẩn bị, đó chính là cái tài khoản HMA. Vậy thì mục đích cái tài khoản HMA này thì mình cũng nói rất là nhiều trong những cái video trước rồi ấy. Thì cái tài khoản HMA này là dùng để chúng ta fake IP. Vậy thì fake IP thì chúng ta nên fake ra những cái quốc gia ví dụ là Mỹ này, Anh, Pháp, đó những quốc gia thuộc khối EU ấy, thì cái số tiền mà chúng ta kiếm được trên cái nền tảng TikTok beta nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với những anh em nào làm ở trong cái thị trường Việt Nam nhá. Đó, thì anh em nào mà đây mình sẽ để cái Zalo của mình ở đây nhá, để anh em nào mà cần cái tài khoản HMA để anh em tạo kênh cũng như là anh em nuôi cái số lượng lớn ấy, thì anh em có thể tham khảo ở đây nhá. Đó, thì đây là cái Zalo này của mình, thì em có thể liên hệ ở đây nhé. Rồi, tiếp theo khi mà anh em đã có một cái Gmail và một cái tài khoản HMA rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó chính là bước chúng ta tạo cái tài khoản. Thì đây, cái đường link mà để tải cái phần mềm ấy để tạo tài khoản ấy, thì mình có thể để dưới cái phía mô tả của video này nhé. Thì mục đích của cái phần mềm này ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em là fake được cái trình duyệt ở trên máy tính thành cái trình duyệt ẩn danh đó, cho chúng ta không sử dụng những cái phần mềm gốc ở trên máy tính nhé. Nếu mà anh em nào sử dụng cái Chrome ở trên máy tính thì nó sẽ không fake được cái trình duyệt ẩn danh, thì nó sẽ không tốt cho cái tài khoản của mình. Rồi, thì ở đây cái phần mềm này của thì nó sẽ cho phép là anh em tạo 10 cái profile miễn phí. Chính vì vậy là anh em cứ yên tâm để anh em tạo 10 cái profile miễn phí mà hoàn toàn là anh em không cần phải trả phí nhá. Rồi thì sau khi mà anh em đăng ký xong cái tài khoản rồi thì nó sẽ có nút download ở đây này. Đó, cái phần download ở đây. Thì đây, khi mà anh em download ấy thì nó có sẽ có 4 cái thiết bị. Nếu mà anh em dùng máy nào ấy thì anh em có thể tải đây nhá. Thì ở đây mình dùng Windows thì mình sẽ tải bấm một phần download này. Đó, thì sau khi mà ấy thì nó sẽ sau khi em tải xuống ấy thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó, cái phần mềm này là 186MB nhá. Anh em tải xuống và anh em bấm cài đặt là xong. Đó là cái phần cài đặt cái phần mềm. Đó.
Thì sau khi mà anh em cài đặt xong phần mềm rồi thì nó sẽ có một cái phần đây, anh em mở lên nó sẽ như thế này, và chúng ta sẽ bấm login vào thì nó sẽ xuất hiện cái giao diện như thế này nhá. Thì bây giờ mình đã nói sơ qua một chút về cái phần mềm này. Thì đây là cái phần đây, để mà tạo một cái profile mới ấy, thì anh em sẽ bấm một phần ở đây. Mình sẽ bấm một phần setting nhá. Bắt đầu mình sẽ bấm một phần setting này. Mình kéo xuống một chút này. Có cái phần status này. Thì đây mình bấm dấu cộng. Đó. Thì anh em đang làm nền tảng TikTok beta thì mình sẽ gõ là TikTok beta thôi. Rồi, sau đó là mình sẽ chọn một cái nền bất kỳ vào đây. Mình bấm create này. Thì đây, thì sau khi mà mình chọn bấm create rồi nó ra một cái là TikTok beta ở đây. Để tí mình đánh dấu cái tài khoản mình là cái tài khoản TikTok beta ấy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần browser profile này. Đó, mình sẽ bấm vào phần create profile. Thì trong đây ấy, thì sẽ có là profile 1, thì mặc định nó là profile 1 thì mình có thể là để là TikTok beta 1. Rồi, cái phần status này thì anh em để đánh dấu cái tài khoản, đây là tài khoản TikTok beta thì anh em có thể là chọn vào đây. Rồi cái phần hashtag anh em để bỏ qua. Những cái này anh em bỏ qua hết nhá. Xong đến cái phần là profile type này thì em chọn vào cho mình vào TikTok này. Thì đến đây nếu mà anh em mà có tài khoản TikTok thì anh em thể nhập luôn. Còn nếu như mà anh em chưa có ấy, thì anh em không cần nhập cái này nhá. Tiếp theo kéo dưới một chút này. Thì ở đây có phần là proxy. Vậy thì có rất là nhiều anh em thắc mắc ở đây vấn đề là nên dùng proxy hay là dùng HMA. Thì em hiểu cho mình là cái proxy này thì tức là khi mà anh em dùng cái proxy thì nó là cái IP tĩnh. Đó. Còn nếu mà anh em dùng cái HMA ấy, thì cái IP của nó ấy, là cái IP động. Đó. Chính vì vậy là anh em nào mà mới làm ấy thì mình khuyên anh em nên là chúng ta sử dụng cái HMA, thì cái IP của nó sẽ không cố định thì nó sẽ tốt hơn đối với những cái tài khoản mới đó. Còn những cái tài khoản nào mà bật kiếm tiền rồi thì mình khuyên anh em nên dùng proxy để cho nó ổn định IP đó. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của mình, thì anh em có thể tham khảo nhé. Rồi thì tới bước này thì mình sẽ bỏ qua hết này. Đó, bây giờ mình sẽ check qua một lượt này. Có cái phần đây là phần mình sẽ sửa lại một chút ở đây nhé. Đó, trong cái phần là advanced này mình thể để nguyên đó, tất cả mình để mặc định. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào phần đây, nếu mà mình không thích cái cấu hình này thì mình có thể bấm vào phần new này để nó sẽ tạo cho mình một cái cấu hình khác đó. Bây giờ mình sẽ bấm vào create này. Đó thì bây giờ nó đã tạo cho mình một cái profile đây, và để tạo tiếp cái profile nữa ấy, thì bây giờ mình cũng bấm vào phần create thôi. Và mình sẽ chọn là TikTok beta 2. Đó, status mình vẫn để là TikTok beta. Và mình vẫn giữ nguyên cái cấu hình như vậy, mình bấm vào phần là new này. Đó thì trong cái phần này nó đã thay đổi ở đây này. Mình bấm vào create này. Đó. Thì đây là mình đã tạo ra hai cái profile nhá. Thì cứ một cái profile này thì anh em sẽ đăng nhập cho mình một cái tài khoản TikTok beta. Đó. Tới bước này ấy, thì chúng ta sẽ bật cho mình cái tài khoản HMA lên. Đó. Thì mình nhắc lại một chút là nếu anh em nào mà chưa có tài khoản HMA thì anh em có thể liên hệ cho mình qua cái Zalo này. Thì bên mình có cung cấp cái tài khoản HMA cho anh em nhé. Thì anh em đây. Em có thể liên hệ qua số Zalo này nhé. Đó. Thì tới bước này thì anh em sẽ bật cho mình cái phần mềm là HMA lên này. Và mình sẽ ở đây là mình sẽ làm ở Mỹ nhé. Nếu mà anh em làm Mỹ thì em chọn Mỹ này, còn nếu mà anh em mà làm ở những quốc gia khác ví dụ là Pháp thì em chọn Pháp. Đó, rất là nhiều quốc gia ở đây, và thường thường thì mình sẽ làm Mỹ hoặc là Pháp thôi. Đó, bây giờ mình sẽ bấm vào phần mình chọn Pháp nhé, à mình chọn Mỹ nhé. Bây giờ mình sẽ bật lên này. Đó thì bây giờ nó đã HMA đã cấp cho mình một cái địa chỉ IP mới này. Thì bây giờ mình sẽ bật một cái tài khoản đây nhá. Đây, mình bấm vào là và mình kích vào đây nhá. Mình sẽ bấm vào đây là start này. Đó. Thì bây giờ cái trình duyệt này, cái phần mềm này nó sẽ tạo cho mình một cái trình duyệt mới nhá. Đây, nó đã chuyển tạo mình cái trình duyệt mới này. Thì bây giờ mình sẽ chuyển đầu tiên ấy, công việc đầu tiên thì anh em sẽ phải
kiểm tra cho mình xem là cái trình duyệt này đã nhận IP chưa bằng cái phần mềm là hoover.net nhé. Đó. Xem là đã nhận trình duyệt của HMA chưa nhé. Đó. Thì tới bước này ấy, nó đã hiện đây, mình bấm allow này. Đây, tới bước này nó đã hiện cái IP của Mỹ này. Như vậy là HMA này này. Đó. Nó đã cái trình duyệt này đã nhận cái HMA của này nhá. Đó, như vậy là ok. Và bây giờ mình sẽ vào TikTok này, mình kiểm tra. TikTok.com. Đó, thì bây giờ anh em lướt này. Anh em lướt thử xem là nó có những video của nước nào nhá. Nếu mà đây là toàn video của Mỹ là ok này. Đó, anh em thấy không? Khi mà anh em bật HMA đây thì đây nó sẽ xuất hiện toàn view Mỹ này. Đó. Và bây giờ công việc của mình là mình sẽ login vào đây nhá. Em login cái tài khoản mình vào đây. Đó. Và tương tự như thế, anh em bật luôn cho mình cái trình duyệt thứ hai này nhá. Đó, bây giờ trình duyệt thứ hai đây. Anh em cũng kiểm tra cho mình là hoover.net này. Rồi. Thì bây giờ nếu mà khi anh em kiểm tra hoover.net mà nó hiện ra cái IP của Mỹ là ok rồi. Và bây giờ mình cũng truy cập vào tiktok.com và mình sẽ đăng nhập cái tài khoản TikTok beta thứ hai của mình vào. Thì khi mà anh em đăng nhập vào trong cái trình duyệt này ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho mình là cái trình duyệt này là trình duyệt sạch, nên là anh em hoàn toàn yên tâm với cái tài khoản TikTok beta của mình nhá. Và đó là cách mà mình nuôi rất là nhiều tài khoản TikTok beta ở trên đây. Đó. Ngoài ra thì nếu mà để mà tạo được thì ở trong cái phần mềm này ý, nó miễn phí cho anh em 10 cái 10 cái profile này thì em có thể tạo thoải mái. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào đây mình bấm TikTok beta này. Beta 3. Đó. Mình bấm vào create này. Đó thì anh em có thể tạo được 10 cái tài khoản cơ, 10 cái profile này. Nó cho mình sử dụng hoàn toàn là miễn phí. Thay vì trước là những cái video trước thì mình có hướng dẫn cho anh em chỉ tạo được 8 thôi. Còn trong cái phần mềm này thì nó có thể tạo được 10 cái profile này. Và anh em có thể sử dụng để anh em lock 10 cái tài khoản vào nhé. Đó. Thì ok. Thì trong những cái video sau ấy thì mình sẽ thì để tạo luôn, à video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo luôn một cái tài khoản nhá. Thì ở đây ý, mình sẽ tạo một cái tài khoản TikTok beta của Mỹ nhá. Đó, bây giờ mình sẽ vào cái phần là tiktok.com này. Sau đó là mình sẽ truy cập vào cái phần là đây. Mình sẽ bấm vào login này. Rồi thì đó là cái cách để mình thiết lập cái môi trường để mình đăng nhập được rất là nhiều cái tài khoản TikTok beta ở đây. Đó, thì sau khi mà anh em đăng nhập cái tài khoản TikTok beta của mình rồi thì tới bước tiếp theo ấy thì trong cái phần này thì mình có chia sẻ cho em một cái quà tặng để anh em có thể đăng nhập và quản lý được rất là nhiều cái tài khoản TikTok beta ở đây. Thì trong đây ấy, cái file này để anh em lấy cái file này ấy, của mình ấy thì bây giờ anh em sẽ truy cập vào đường link phía dưới nhé. Mình có để cái phần quà tặng ở dưới thì em có thể truy cập vào để em lấy cái file này nhé. Thì sau khi mà em có mở được lên rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ bấm một phần tệp này và mình sẽ bấm một phần tạo bản sao nhé. Đó, bây giờ mình sẽ bấm một phần tạo bản sao, mình sẽ bấm một phần tạo một bản sao. Đó. Rồi thì tới bước này thì em có thể thay đổi được cái thông tin ở đây nhé. Đó, bây giờ ví dụ anh em có nhiều kênh thì bây giờ mình sẽ vào đây mình lấy này. Rồi ví dụ mình sẽ quét cái ID của nó đây nhá. Đây ví dụ cái ID của kênh này đi. Mình sẽ dán vào. Ví dụ là bạn đang sở hữu kênh đấy thì bạn sẽ dán vào này. Đó, mình xóa hết cái này đi. Đó thì bây giờ khi mà mình dán ID của cái này vào ấy thì nó sẽ xuất hiện cái follow và lượt like đây nhá. Đó. Và cái vị trí quốc gia của bạn, ví dụ là kênh này của mình là ở Pháp này. Và trạng thái của nó là đây có rất là nhiều trạng thái này. Thì đây chưa đủ điều kiện này. Đó, trạng thái like. Ok, like hoặc die.
Thì đây anh em đây mình ví dụ cho anh em một cái nhá, mình bôi vàng vào đây. Đó. Thì khi mà anh em chỉ cần dán mỗi cái ID này vào thôi và nó sẽ hiện ra lượt follow. Đây mình sẽ chọn một cái nữa nhá. Đây mình dán thử kênh này đi. Thì ở đây anh em sẽ điền thêm thông tin cho mình nhé, là cái phần path mail này, path mail đây. Ở đây thì em điền hết cái thông tin vào đây nhé. Đó. Thì ở đây trong cái phần này thì có lượt follow và lượt like. Đấy, khi mà anh em điền cái ID vào thì nó sẽ hiện lên full cái thông tin đấy. Anh công việc của anh em là chỉ cần điền mỗi cái phần phần ID này thôi là nó tự hiện hết đi. Rồi thì đó là cách để mình quản lý rất là nhiều kênh trên máy tính nhé. Và nếu như anh em nào có câu hỏi gì thắc mắc thì anh em thể comment ở phía dưới video này. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để cho nhiều người biết đến nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và chúc tất cả các bạn có một buổi tối tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.